Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 43, trang 98, sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài đó là ý A, vẽ đường thẳng C vuông góc với đường thẳng A. Ý A, vẽ đường thẳng C vuông góc với đường thẳng A. C vuông góc với đường thẳng A. Ý B, vẽ B song song với A. Vẽ B song song với A. Vậy chúng ta có B song song với A. Hỏi C có vuông góc với B không? Vì sao? Thì ở đây ta sẽ đi chứng minh như sau. Cô giả sử A với C cắt nhau tại điểm A, B với C cắt nhau tại điểm B. Cô ký hiệu đây là góc A1, đây là góc B1. Thì ta có như sau. Ý A là như hình vẽ. Ý B ta có là vì A song song với B nên A song song với B nên ta sẽ có góc A1 bằng góc B1. Vì đây là hai góc so lê trong. Mà góc A1 bằng 90 độ do C vuông góc với đường thẳng A nên góc B1 cũng sẽ bằng 90 độ. Góc B1 bằng 90 độ thì chúng ta sẽ suy ra được là C vuông góc với B. Ý C, phát biểu tính chất đó bằng lời. Thì chúng ta phát biểu như sau. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song. Thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia. Như vậy, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài số 43, trang 98, sách giáo khoa, toán 7 tập 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.